Bật lửa Zippo 28129 xanh ngọc thời thượng. Bật lửa Zippo 28129 High Polish Green with Logo với thiết kế vỏ bằng đồng thau bền bỉ đến hàng thập kỷ, khoác lên bộ cánh với sắc ánh xanh bao phủ kiêu sa, thuộc dòng Classic phổ thông. Chiếc bật lửa này đơn giản mà nổi bật, nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút. Ngay từ khi được lên kệ, em này đã được săn đón bởi các anh chàng đam mê lửa. Hãy cùng Ambe tìm hiểu chi tiết chiếc bật lửa độc đáo này qua video dưới đây nhé. Zippo mang ý nghĩa phong thủy, đốn tim người chơi ngay từ cái nhìn đầu tiên là sắc xanh ngọc bích nổi bật, gam màu nhã nhặn, thanh lịch không chỉ mang lại sự sang trọng cho quý ông thời thượng. Zippo 28129 còn toát sự trẻ trung, tươi mới cho người dùng. Màu sắc sáng bóng rõ nét từ mọi góc nhìn, nó càng trở nên đẹp hơn trong ánh mặt trời, giúp chiếc bật lửa mang tính sử dụng cao, phù hợp với các quý ông hiện đại. Màu xanh còn là màu ý nghĩa cho người chơi mệnh thủy, đem đến may mắn về tài vận cũng như trong cuộc sống. Lớp sơn ngoài siêu mỏng, bền bỉ bao phủ toàn bộ bật lửa một cách mượt mà. Hãng đã sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện hiện đại cho phép lên màu cực chuẩn, đồng thời chống chảy xước, phai màu theo thời gian. Đặc biệt, em này có tính chống mồ hôi, không lo để lại dấu vân tay sau mỗi lần sử dụng, càng dùng màu càng sáng mới. Hiệu năng hoạt động mạnh mẽ. Thuộc dòng Zippo Classic bình dân nhưng lại khoác lên mình thiết kế cực kỳ sang trọng. Hơn nữa, phiên bản này còn cho thấy hiệu năng đánh lửa mạnh mẽ, không kém cạnh các dòng cao cấp của hãng. Zippo đời số mới được thay đổi số lỗ trên buồng đốt, giúp sản phẩm có thể lấy được nhiều oxy hơn, đem đến ngọn lửa ổn định trong quá trình trải nghiệm. Đặc biệt, nó hoạt động mạnh mẽ ngay cả môi trường gió lớn lên đến 40 km/h, bốc bột cuốn đồng dẫn xăng nhanh, ít để lại muội than. Ruột thép mạ chôm chống oxy hóa, với khoang chứa xăng lên đến 15 ngày sử dụng. Tuy nhiên, để đạt hiệu năng tốt nhất, người dùng nên châm xăng tối thiểu 7 ngày một lần. Em này sở hữu bánh xe chéo đặc trưng, nhạy bén cùng đá lửa tạo nên bộ đôi bất diệt, ngay cả khi trước quạt máy. Bản lề trong chắc chắn với năm chấu bền bỉ, kết hợp lực đầy múa cam giúp Zippo có những âm thanh vô cùng bắt tai, từng tiếng click trong và để lại âm ngân phía sau, trong khi tiếng láp lại mạnh mẽ và dứt khoát. Zippo cao cấp chuẩn Mỹ. Bạn có thể khắc tên, logo hoặc hình ảnh ý nghĩa lên bề mặt vỏ của bật lửa. Chắc chắn với nền xanh ngọc sáng này, họa tiết sẽ rõ nét và nổi bật. Tại Ambe, dịch vụ này là hoàn toàn miễn phí cho mọi khách hàng mua sắm Zippo Mỹ. Hãy yêu cầu nhân viên của cửa hàng nhé. Zippo luôn kèm hộp đựng cao cấp thân thiện với môi trường. Bên trong được lót lớp nhung êm ái, giữ chặt Zippo trong quá trình vận chuyển, không lo chảy xước. Ambe luôn kiểm tra hàng kỹ lưỡng trước khi giao đến tay anh em. Như vậy, dù là dòng phổ thông, nhưng Zippo 28129 cho thấy giá trị đáng được sưu tầm, từ màu sắc nổi bật đến khả năng kháng gió mạnh mẽ. Đặc biệt, em này thuộc top giá rẻ trong những chiếc bật lửa của hãng. Để mua sản phẩm, quý khách có thể đặt hàng nhanh qua website của Ambe hoặc liên hệ trực tiếp đến cửa hàng để nhận hỗ trợ tư vấn nhé. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm nhiều video khác để ủng hộ shop nhé.